Em xin chào, mến chúc toàn thể cô chú anh chị em và các bạn quý vị khán giả đang xem trên truyền hình nhiều tập Nét đẹp miền Tây. Hiện tại em đang có mặt tại khu vực của Cù Lao Tân Thuận Đông. Hôm nay thì mời quý vị khán giả, cô chú anh chị em mình cùng đến tham quan chợ quê ở tại Tân Thuận Đông này nhé. Thì thời gian diễn ra cái chợ quê này vào cuối tuần thứ bảy hàng tuần nè, từ 13 giờ cho đến 21 giờ nha cả nhà. Ở bên ngoài đây mình có thể nhìn thấy được cái dòng sông Tiền nè. Và bây giờ thì em sẽ đi vào bên trong khu vực của chợ Cù Lao Tân Thuận Đông để cùng khám phá xem coi chợ quê này có những cái loại bánh quê này. Em bên dạ, chỗ nào đó? Tên của em là Nét đẹp miền Tây. Nét đẹp miền Tây. Dạ, Nét đẹp miền Tây. Nét đẹp miền Tây. Dạ, anh đi chợ quê này bao nhiêu lần rồi? Mới đi lần đầu. Dạ, anh là ở tỉnh nhà tiền Đồng Tháp luôn hay là ở đâu? Đồng Nai về. Ồ, đi xa dữ vậy hả? Đồng Nai. Rồi chúc anh có cũng như cả nhà mình có một buổi chiều đi chơi vui vẻ luôn nha. Rồi cảm ơn anh luôn, bye anh luôn, rồi cả nhà luôn. Dạ. Rồi bây giờ mình cùng vào bên trong để xem coi chợ quê hôm nay các hoạt động diễn ra như thế nào nha. Buổi chiều hôm nay thì mình cũng đi hơi trễ cho nên là giờ cũng hơi sụp nắng xíu rồi, hết nắng rồi nha cả nhà, hơi tối xíu nha. Chợ Cù Lao Tân Thuận Đông ha. Đó, giờ đi dài vào bên trong nha. Hôm nay thì mình đến đây lần này cũng là lần thứ hai rồi. Hôm nay thì em thấy là cái khu vực của chợ quê thì có nhiều thay đổi nha cả nhà. Về cái vị trí gửi xe nó dời ra ngoài kia một xíu. Qua bên đây thì mình có hai cái kiểu đi. Một á là đi bằng đường tại bến bãi tập kết như cả nhà. Tại đó thì mình gửi xe tại đó. Rồi sau đó thì mình sẽ đi bằng những chiếc tàu du lịch rước mình qua bên đây. Tại bên đây là khu vực của Cù Lao còn cho nên là muốn qua bên đây phải đi bằng đường thủy như cả nhà. Còn cách thứ hai mình đi bằng xe máy hoặc là đi xe ô tô, mình có thể tự đi qua tới bên địa phận bên đây luôn bằng cái cách đó là mình sẽ đi đến cái bến đò Tân Thuận Đông đó. Đến bến đò Tân Thuận Đông thì mình có thể đi đò để qua bên địa phận bên khu vực của Cù Lao này. Thì nhiều anh chị em mình muốn đi bằng đường đò Tân Thuận Đông cũng vẫn được nha, có hai hình thức đi qua đây. À, bên đây là những cái dải mái lá nè, và những cái hàng những cột tre mái lá, hình ảnh của một cái phiên chợ quê hiện về ở khu vực của Cù Lao Tân Thuận Đông. Và khu vực của Cù Lao Tân Thuận Đông nằm tại địa phận của thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp luôn cả nhà. Ở đây thì cả nhà mình có thể nhìn thấy ở đây là khu vực cô bé nước mát nè, bán các loại nước mát nha cả nhà, sâm lạnh, hạt é, đá me, trà tắc vân vân. Bây giờ mình cũng về dày vào bên trong nha. Bên đây thì của cô Thu bán về chuối chiên, cả nhà mình cùng xem ha. Chuối chiên thì 6.000 đây. Chuối chiên ở bên trong thì đang chiên cái miếng chuối chiên nha cả nhà. Bên dưới thì có để mẫn giá luôn nè, 6.000 một cái chuối chiên, trứng gà nướng, rồi bánh cam 3 cái 10.000, bánh bao chiên 5.000 ha. Có để mẫn giá luôn, rất là rõ ràng, mình ghé mình mua mình ăn bán đắt luôn nha em. Qua bên đây thì mình thấy là bên trên thiết kế rất là đẹp luôn ha, bằng những cái mái lá ha. Rồi treo những cái trái bắp lên bên trên ha. Ở đây thì bán về bắp nướng, bánh kẹp, chuối, khoai lang nướng. Rồi bây giờ mình cùng đi tiếp nữa nha cả nhà. Hôm nay thì cùng theo Nét đẹp miền Tây đi khám phá lần nữa ở khu vực của chợ quê Tân Thuận Đông này nha. Bắp nướng năm cường ha. Đây cả nhà mình có thể thấy được cái bảng giá nè ha. Bắp nướng 10.000, bánh kẹp chuối 5.000, khoai lang nướng, gỏi cuốn tép. Thì ở đây thì chợ quê mình bán các loại bánh dân gian, bánh quê á, nó dao động từ 5.000, 10.000 thôi, rất là rẻ luôn ha. Đây bắp nướng nha cả nhà. Khoai lang nè.
Bển thì gỏi cuốn tép. Bên trong thì đang nướng bắp luôn nha cả nhà. Cả nhà có thể nhìn thấy bên trong cho cả nhà xem bắp nướng nha. Đây cả nhà mình cùng xem bắp nướng. Ồ, cái mùi bắp nó thơm ngào ngạt, nó tỏ lên lỗ mũi mình nè. Đó. Quá thơm luôn cả nhà ơi. Rồi bây giờ cùng em đi khám phá ở những cái khu vực khác của các sạp, của các cô chú mình buôn bán những cái loại bánh dân gian gì nha. Giờ này thì cũng có nhiều cô chú anh chị em mình đến đây tham quan ăn uống, rồi bây giờ mình đi về nha. Một cái điều hay ở đây ha, mình thấy là khuôn viên để vào chợ thì rất là sạch sẽ luôn ha. Xa xa đều có được để những cái giỏ gác như thế này nè, rất là văn minh lịch sự luôn ha. Và ngay cả giỏ gác cũng làm bằng tre nứa đen. Ở đây thì người ta sẽ thiên về cái không gian là cây ha, rồi tre nứa nhiều ha. Hạn chế những cái loại mà bằng mũ nhựa đó. Bên đây hả là khu vực bán về bánh tráng, bé hà, bánh bông lan khô lệ thì dao động từ 2.000 đến 1.500 ha, cũng rất là rẻ luôn ha. Có những cái đèn cũng được trang trí quấn tre nứa lại nè. Một cái hình ảnh gợi nhớ một cái cảnh quê ở miền Nam Việt Nam mình đó. Đây là khu vực của cái một cái sạp của cô Tư dừa ha. Bán về cái mặt hàng dừa uống nước mình nè. Ở đây cho cả nhà mình cùng xem ha. Đây thì cô Tư bán về dừa uống nước nè. Đó. Rồi sa ghi ha. Bán đắt nha cô. Dạ. Còn bên đây bánh thì bán gì? Dạ. Bánh bán gì à? Có loại bánh. Cô Tư bán dừa. Dạ, cô Tư bán dừa. Ngoài đường khoáng vậy mà nó này ngoài. Ủa đâu vậy? Bên đây hả thì bánh bột bán. Chỉ dao động từ 4.000 đến 5.000 thôi ha, rất là rẻ luôn. Bánh gì? Bánh thêm mì, bánh bột bán. Bao nhiêu bánh cô? 18. Bốn ngàn một cái, bánh ngọt 4.000 một cái anh. Bánh mặn là 5.000 một cái. Ngọt bán. Cái này ngọt hả mặn cô? Cái này ngọt. Cái này không chan ăn không có ngon nha. Bánh mình thấy có bán rau câu nữa kìa. Rồi giúp hai cô bán đắt luôn nha. Cô bán dạ. Dạ. Bây giờ mình cùng đi tiếp vào bên trong nha. Coi bên trong các cô chú mình, các sạp mình bán những cái loại bánh quê, bánh dân gian gì nữa nha. Bên đây là bánh dân gian cô ba nha. Đây rồi, nhìn thấy là cái trên cái hộp này ha, đá gì cốc non ha, rồi với muối ớt bên đây. Rồi, nhìn thấy là chảy nước miếng luôn nha cả nhà. Qua đây mình sẽ sang bên đây xem bên đây coi bán những cái gì nữa nha. Bên đây bán gì nữa? Mì nướng, đậu xanh nướng, bánh tét. Rồi bây giờ mình cùng đi tiếp ha. Đây là một cái sạp của cô Linh ha, bánh tay yến nè. Cho cả nhà mình xem, dòng người đi vào đi ra rất là đông, nhộn nhịp luôn nè ha. Rồi giờ mình cùng đi tiếp nha. Rồi bên trong các sạp các cô mình buôn bán gì nha. Bên đây là bán gì? Chuối, các loại của cô Mẻo nè. Chuối cao mẳng. Ồ, mấy trái này nãy chuối cao mẳng nhìn rất là ngon nha cả nhà. Đây, cho cả nhà mình xem chuối cao mẳng nha. Bánh thì bán gì mặn nữa ha. Cô con chúc cô bán đắt nha cô. Dạ. Đó, đây là me. Đó, me này me chín ha, để mình về mình làm các loại canh chua hay là cái nào đó. Mình có khô cá lóc nữa nè. Xoài. Củ lội xoài ha. Về đến Cao Lãnh Đồng Tháp là phải nói là xứ sở của xoài nha cả nhà. Có rất nhiều loại xoài luôn á. Lắc. Bên trên được trang trí những cái đèn, bên trong là có bên ngoài có cái phần tre nứa đen nè ha. Rồi đi dài dài bên trong cả nhà cùng khám phá tiếp với em nữa nha.
mình quan sát thì thấy là chợ quê mình á, từ bên ngoài bước vào trong khu gửi xe thì các biển số xe từ phương xa như ở 67, ngay cả có những biển số xe là ở trên hàng 50 á, của Sài Gòn, của An Giang, người ta cũng về đây để tham quan cái chợ quê ở Đồng Tháp này ha, bên một cái cù lao. Ở Đồng Tháp em được biết là có là 2-3 cái phiên chợ quê luôn nha cả nhà. Trong đó thì ở cù lao Tân Thuận Đông, rồi chợ quê ở Gò Tháp. Bên đây thì bán các loại như là các loại hạt nè, hạt sen rồi những cái đồ chơi đó. Bên đây hả là trà xoài chanh dây 15.000. Bên đây mình thấy là nhiều người ghé đây để mua ăn hay sao nè, rất là đông luôn ha. Trà xoài chanh dây 10.000 hả? Đây cả nhà xem, chanh dây nha cả nhà. Chanh dây bên trong thì nó có những cái hạt như thế này nè, mình ăn được mình nuốt được luôn nha. Đây là xoài. Đó là cái đó là 40, cái này là 20. Mình sẽ đi qua bên bản coi như thế nào nha. Cái này là không để nước cốt nha. Ở đây là chè bưởi hạt sen Thùy Trang ha. Rồi mình sẽ vào cái tiếp cận vào bên trong coi như thế nào nha. Bên trong là một cái nồi chè bưởi luôn nha cả nhà. Cảm ơn nha. Bán nhanh nhanh về nha. Để tối không tới đường về á. Tối về đường về. Rồi giờ cùng theo em đi tiếp vào bên trong đó nha. Thì lúc nãy em có chia sẻ nói á là cái phiên chợ quê ở Gò Tháp á là diễn ra chỉ có duy nhất một ngày trong tháng, rồi ngày đó là vào ngày cuối tháng. Gò Tháp thì chỉ diễn ra là một ngày thứ bảy của cuối tháng, của cuối mỗi tháng thôi. Và cái thời gian diễn ra từ lúc 10 giờ sáng cho đến là 20 giờ đêm ở khu vực của khu di tích Gò Tháp. Còn cái chợ quê ở cù lao Tân Thuận Đông này á diễn ra vào mỗi tuần vào ngày thứ bảy, bắt đầu từ lúc 13 giờ cho đến 21 giờ nha. Bây giờ mình cùng đi tiếp nha cả nhà. Thì mình nghe nói là ở khu vực của Hồng Ngự á thì cũng có tổ chức một phiên chợ quê nữa đó. Và An Giang hình như mình cũng có nó, nhưng mình không có chắc chắn, mình chưa đi lần nào nên mình cũng không có rõ. Nhưng mà mình đã từng đi hai cái phiên chợ quê, đó chính là Gò Tháp và cù lao Tân Thuận Đông này. Ở khu vực này mình thấy là bán về bánh lá mít đó, rồi bánh bèo nữa đó. Ở đây thì thấy cũng nhiều cô chú mình thích ăn cái loại bánh lá mít và bánh bèo nè. Nhưng mà cụ thể ra sao như nào mình sẽ tiến lại gần vào bên trong cái sạp này của cô em coi như thế nào nha các nhà. Thì mình thấy là giá chỉ có 15.000 một phần, cũng khá là rẻ luôn ha. Giờ mình sẽ tiến lại gần nha, coi bên trong đây thì bánh như thế nào ha. Đây cả nhà xem, đây chính là bánh lá mít ha. Hết bánh luôn rồi. Ồ, nhanh dữ sợ luôn á. Đây chính là bánh lá mít nè. Cái này mình bột gì hả, sao hả cô? Bột gạo. Bột gạo mình xưa á. Dạ. Rồi là hết luôn rồi đó nha bà con. Hết luôn rồi bà con ơi. Còn hai hộp nữa hết rồi. Còn một phần cuối, ai vô đặt luôn, phần cuối còn luôn kìa. Đắt quá trời đắt luôn rồi. Rồi còn em đi tiếp vào bên trong nữa nha. Quá trời đắt luôn rồi. Bởi vì cả nhà mình tranh thủ đi sớm nha. Thôi để là bánh hết nha cả nhà. Tại vì bà con mình cũng làm có số lượng nhất định đó, chứ không phải làm nhiều quá. Cho nên là cũng tranh thủ đi sớm. Giờ này em đến đây là khoảng 17 giờ với 17 giờ hơn rồi đó. Nhưng mà cả nhà cũng thấy nhiều cái mặt hàng, nhiều sạp của các cô chú mình nó đắt như vậy đó, là muốn hết bánh rồi nha cả nhà. Đây là khu vực bán nhiều bánh tráng cuốn 10.000 một hộp nè, bánh tráng lụi, cơm trái nè,
mình thấy là cũng hình như là sắp hết rồi, đang làm thêm rồi nè. Hay bánh cống nè ha, bánh cống ngồi trên những chiếc bàn gỗ, những cái ghế cây như thế này ha. Đó, ngồi mình ăn, mình thưởng thức các loại bánh quê ha cả nhà. Có để số điện thoại và của cô Cám nè, bánh cống ha. Rồi bây giờ cùng đi tiếp nữa nha cả nhà. Hôm nay phải nói bà con mình cũng rất là đông. Cái đợt trước em đến Cù Lao Tô Hưởng Đông nè, thì cái chú gửi xe nói là cái mỗi một lần tổ chức diễn ra trong một ngày đó là dao động bà con mình khoảng 4.000-5.000 á. Nhưng không biết từ này mình có lẽ mình thấy là đông hơn số kỳ rồi phải. Tại vì cái đoạn đường cái ăn uống kéo dài ra hơn lúc trước nữa. Cà phê sữa Lipton ha. Và mình thấy được trang trí như thế này ha. Tre nứa là đang nẹp vô nè, bằng cây bằng gỗ không nha cả nhà. Để đậm chất hình ảnh của một cái phiên chợ quê ha. Diễn ra vào mỗi thứ bảy cuối tuần. Cái này được cái hay đó là tuần nào cũng diễn ra hết trơn nha cả nhà. Chỉ duy nhất một ngày thứ bảy của mỗi tuần. Cái hay chỗ đó là được nhiều thời gian mình đến đây hơn so với cái Gò Tháp. Gò Tháp chỉ có một tháng diễn một lần vào cuối tuần thứ bảy thôi. Đây thì bán gì, bánh xèo nha cả nhà. Ngồi ăn bánh xèo. Bánh xèo ha. Đó, giờ đi dài bên trong nha. Khu vực này tôi nói rộng rãi ha, mở rộng rồi nè. Mình có thể ngồi đây mình thưởng thức bánh xèo ha, rất là thoải mái luôn. Bên đây cũng có giải, cũng trồi mấy lá này ha. Bây giờ dài bên trong coi như thế nào nha cả nhà. Bán gì nước mát nè, nước suối rồi kia nọ nè. Khu vực này mình thấy cũng đông ha. Đây chỗ này là cái chỗ mà cái sạp làm bánh xèo này cả nhà. Đó. Rồi đi tiếp nha cả nhà. Vừa ăn ha. Đây là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 10 cái. Dạ 10 chảo. Dạ. Là một lúc 10 chảo luôn nha cả nhà. Bánh xèo bên trong ha. Khu vực bánh xèo. Bây giờ mình cùng đi tiếp nha cả nhà. Bên đây cũng có nhiều cô chú, mình cũng có cái dãy bàn ghế mình để mình ngồi ăn nè. Đặc biệt đặc trưng là chỉ gỗ thôi. Bạn bán gì, bánh đúc nha cả nhà. Bánh đúc khô hai ha. Cũng đông, nhiều người thích ăn bánh đúc luôn nha cả nhà. Chào mấy em nha. Trước đông nhiều người đến đây ăn bánh đúc ha. Mình thấy cũng đông ha. Bánh đúc thì có thấy là có trên bàn có bà con mình ăn gì hộp vịt lộn luôn nha cả nhà. Rồi bên trong. Hướng này hướng đổ ra bên ngoài. Rồi bây giờ còn em đi tiếp nha cả nhà. Đây. Bán gì nè? Bắp ha. Bắp, bánh đúc, rồi bánh cúng. Cái sạp của cô hai ha, với cô ba. Thấy cũng đông nhộn nhịp lắm nha. Để bây giờ mình sẽ tiếp cận lại gần cái sạp này coi bên trong buôn bán như thế nào ha. Cái gì? Hấp đầm. Khu vực bán về ốc luộc nha cả nhà, thơm ngào ngạt luôn. Đây. Đây cũng. Đây là bán gì, ốc luộc ha. Thấy nhiều người ở đây ngồi ăn ốc luộc nè. Cái mùi ốc nó thơm ngào ngạt luôn. Rồi đi tiếp tới bên đây coi các cô chú mình buôn bán cái gì nữa nha. Bên đây cũng đông nhộn nhịp lắm nha. Bún riêu cua. Bún riêu cua, rồi nước mát Minh Thư nè. Ở đây thì nhiều người thích ăn bún riêu cua, mình thấy là đông lắm nha. Bún riêu cua nha. Khu vực bán bún riêu cua nha cả nhà. Giờ này mình thấy là rất nhiều bạn trẻ đến đây để đi tham quan, đi
du lịch ở chợ quê Tân Thuận Đông cả nhà. Dòng người đang đi vô cũng rất là nhiều luôn á, không thua gì cái dòng người đang đổ ra. Có nhiều người đến đây sớm rồi nên người ta cũng đi về rồi nha cả nhà. Rồi cùng đi tiếp nữa nha cả nhà. Đây là khu vực bán về một cái sạp bán về trà mãn cầu ngọc thon ha. Cặp theo thì cái chợ quê nè, trên một con đường kéo dài luôn ha, theo cái hướng này cặp theo đây là bên ngoài kia chính là cái bờ sông, bờ sông Tiền, ngoài kia là sông Tiền ha. Qua bên kia thì mình trong địa phận trong đất liền cả nhà, mình ở bên đây là bên địa phận của cái Cù Lao cả nhà. Mình trồng cũng mấy lá nè, ngồi ăn ha, rất là phải nói hình ảnh rất là chiêu luôn, cái phong cảnh miền quê nó hiện về ha. Bởi cho nên là rất nhiều các cô chú ở Sài Gòn người ta về đây để ta đi chơi. Cặp theo đây thì có bên trên là những cái hàng tre, bên dưới là những cái mái lá ha, rất là phải nói phong cảnh hữu tình ha. Cộng với đó ngồi đây là thích thở không khí trong lành ha, gió từ ngoài sông nó thổi vào ha. Bây giờ mình tiếp đó nha cả nhà. Đây bán gì, sâm bổ lượng, trà đào, trà bí đao ha, đó, trà tắc, tắc xí muội, đá me, đủ loại luôn ha. Rồi bây giờ cùng đi vào bên trong đó nha cả nhà. Ở bên trong đây cũng dãy ăn uống đó nè. Rất là đông nhộn nhịp luôn ha. Nhìn dãy ở đây, mình bển mình thấy là bán gì xoài ha. Xoài đủ loại luôn. Có bánh canh, bánh đồ kia nọ đủ loại luôn ha. Sạp của cô Thủy nha, bánh xèo, bánh kẹp, cô mon. Bây giờ mình thấy là nhiều có loại bánh hình như là cũng đã ít đi rồi, cũng bán muốn hết rồi, nhưng cũng còn ít nè. Đây nè, bánh xếp. Rồi bây giờ cùng em đi tiếp nữa nha. Hôm nay em đi vào một ngày cuối tuần của tháng 11. Ngày cuối tuần của tháng 11. Hôm nay là ngày 18 tháng 11 2023 nha cả nhà. Ngồi bên dưới cái gặn tre bên kia là dòng sông Tiền nha, rất là mát mẻ luôn nha cả nhà. Quá trời đông, bây giờ bầu trời đang bắt đầu sụp tối rồi dần dần nha cả nhà, nhưng mình thấy dòng người đi vào cũng còn rất là đông luôn ha. Bây giờ mình sẽ đến một cái sạp ở đằng đây để rồi mình sẽ tiến lại gần coi bên bển bán những loại bánh hay những cái loại đồ ăn gì nha cả nhà. Phải nói là hàng trăm cái món bánh quê luôn. Đây là bánh tráng nướng, cả nhà mình xem bánh tráng nướng nha. Bán hết giờ gì mà đi vậy? Thơm bát ngát luôn cả nhà. Rất đông bà con mình đang đứng đợi để mua những cái bánh tráng nướng này cả nhà. Bây giờ mình cùng đi tiếp nha cả nhà.
bên đây cũng còn đông, rất là đông nhộn nhịp luôn nè. Mình sẽ tiến lại bên đây, tiến lên đây coi đây bán những cái mặt hàng gì nha. À, bên đây bán gì? Thạch dừa, rồi trà trái cây, sâm nha đam. Những loại bánh quê ở đây dao động từ 5.000 đến 10.000 và 15.000 thôi, rất là rẻ luôn nha các nhà. Bún cá, miếng gà, phí diễm nha các nhà. Cho các nhà mình xem ha. À, bên trong mình thấy là có cái trứng cút nữa nè. Đó. Bên bển thì đang nướng ha. Bên bển mình thấy là cái món mà trứng lộn nướng đông lắm nha. Rất đông, nhiều người đang đợi cái món mà trứng lộn nướng nè. Để mình tranh thủ mình chen vào bên bển coi coi bên bển cái món trứng lộn này như thế nào nha cả nhà. Quá đông luôn rồi. Và một phần để vào trong những cái khố như thế này nè. Và đây ăn bánh. Ai biết ăn, chị muốn ăn mua ăn. Chú Ba kìa. Hả? Chú Ba. Chị có đi kiếm vô nắng. Cái này mình xem rõ hơn nha. Quá hấp dẫn luôn ha. Trứng lợn nướng 10.000 một trứng. Dạ 10.000 một trứng. Trứng này trứng lợn, trứng dính vịt lộn á. Dạ, 10.000 một trứng. Rồi còn đi tiếp nữa, vào bên trong nữa, sâu bên trong nữa. Bán những cái món dân gian bánh quê gì nha. Ở đây giải này thì cũng có một giải nè. Ngồi ăn uống đây nè. Hàng trăm món dân gian ở trong đây. Đây là chuối nướng nha cả nhà. Chuối nướng. Này chuối nướng. À, chào bạn nha. À đúng rồi. Mới thấy anh quen quen. Ủa anh đi hồi nào vậy, anh đi ra hả? Mới ra mới tới. Ở phía xa xa thì mình sẽ đến được cái khu vực của một cái bến tàu. Bến tàu đưa đón các bà con mình ở bên cái bãi tập kết bên bển á. Đưa đón qua bên đây đi bằng đường những cái chuyến tàu như cả nhà. Bây giờ hiện đây thì có một cái khu vực, cũng có một cái sạp nè. Cũng buôn bán rất nhiều các loại món. Bây giờ mình sẽ qua bên bển coi bên bển bán những cái loại món gì nha các nhà. Quá đông rồi. Dòng người đang đi vào cũng rất đông lắm nha. Chào em nha. Quá đông rồi. Bây giờ mình sẽ vào bên trong nha. Qua bên cái sạp bên đây. Đông quá trời đông rồi. Bên đây thì mình thấy là bán gì. À, xoài ha. Xoài khóm. Xoài khóm. Bên bển hình như là cái món gì vậy ta? Cơm dẹp. Quá đông luôn rồi ha. Rồi mình sẽ gần lại xíu nha. Rồi gần lại một xíu. Con này ngớ cơm dẹp. Cơm dẹp. Ở ngoài đây mình thấy có để là bán gì, ốc luộc nữa nè, với nước ép trái cây nữa. Mình thấy là các nhân viên ở đây, các bà con mình buôn bán đây nè, là bận áo bà ba nha. Tạo nên những hình ảnh mà, xin lỗi, tạo nên những hình ảnh mà những cái nét quê ha, hiện quê. Ở cái phiên chợ quê này. Cơm dẹp ngoài để nè. Cơm dẹp 5.000 một gói nè. Nước ép trái cây, rồi ốc luộc nữa nha cả nhà. Ốc luộc thì 30.000 một phần. Đây thì ăn ốc luộc đây. Đó. Đây mình xem ha. Rồi mình cũng đi tiếp nữa nha cả nhà. Quá đông rồi.
À, bên đây thì trang trí quá đẹp luôn nha cả nhà. Bên trên mình thấy là có để những cái ghế, rồi những cái giỏ, những cái nơm nhỏ nhỏ nè, xinh xinh ha. Bển thì thấy là bán gì xôi, xôi sầu riêng ha, xôi sầu riêng của cô Nga. Qua bên đây mình thấy là bán gì bún bò Huế 25.000 một tô nha cả nhà. Rồi bún thịt xào ha, của Thùy Dung nè. Đi tiếp nữa nha cả nhà. Qua bên đây, bên đây thì cũng có nhiều cô chú mình ngồi ăn ở đây nè. Không gian phải nói là hết sức mà thơ mộng hữu tình luôn ha. Phải nói là rất nhiều các bà con, các anh chị em mình đứng xếp hàng ở bên bển để mà đợi được ăn món bên bển. Bên bển thì mình thấy là ở cái bảng để là trứng cút nướng, rồi vẹm nướng mỡ hành, quá đông luôn, chen chúc nhau để đợi được ăn những cái món ăn bên bển. Rất nhiều nam thanh nữ tú ha. Bây giờ sẽ đi tiếp vào bên kia bển nha, xem bên bển coi buôn bán như thế nào ha, rồi những cái món ăn gì ra sao ha, coi độ hấp dẫn ra sao nha cả nhà. Rồi giờ mình bước vào bên trong nha, quá đông luôn rồi, nhưng mà em sẽ cố gắng chen vào bên trong cho cả nhà mình xem ha. Rất nhiều các bạn đang đứng để đợi được ăn cái món này cả nhà. Ở bên đây cũng chen nhau dữ lắm nè, chen chúc nhau luôn á. Bánh này cũng ngon này, bên đây là chả giò 25.000 một chục nha. Đây là cháo hến, cháo hến 10.000, cháo hến 10.000, vẹm nướng, trứng cút nướng. Phải nói là chen nhau ha, chen nhau ở khu vực này luôn nè, rất đông luôn cả nhà. Em sẽ kêu là gần cái mình cùng xem rõ hơn nha. Đi mua nước đi. Vừa rồi thì cả nhà mình cũng vừa thấy được cái món trứng cút nướng nè. Rất đông các anh chị em, các bà con mình đứng để đợi cái món này nè, xếp hàng đứng đợi luôn nha cả nhà. Quá đông luôn. Rồi cùng em đi tiếp tới phía trước nha. Bên đây là các anh chị bà con mình khi mà gọi được món là cái người ta đây ngồi ăn thưởng thức nè. Quá đông rồi. Bên đây đây bán gì, tò he hay gì nè, đây đang làm tò he nha cả nhà. Bển này đang nặng tò he ha. Yeah.
Cũng rất đông các bà con mình đứng đợi để chờ được lấy được cái trò he. Rồi mình đi tiếp với những cái nhà mình bệnh ngồi quá đông luôn. Rồi đi tiếp nữa, đau cái chân hả, quá đông rồi. Nhưng mình sẽ cố gắng mình chen tới phía trước cho cả nhà mình cùng xem có những cái món gì. Thì nãy giờ em mới đi vừa nửa đường nha cả nhà, mới nửa đường thôi đó. Bên bển là một cái món, một món phải nói là tuổi thơ là từng ăn rất nhiều luôn ha, phi gô đá bào như các nhà. Nhớ hồi nhỏ chỉ có một vài ngàn thôi, một hai ngàn, vài ngàn thôi là mình có thể gọi được một ly phi gô đá bào như thế này. Có cái gì lá được chứ, câu lên câu nghe đặt cái màu vàng đi. Cái hình như chẳng hạn như là con heo hay là bông hồng hay con trâu, con bò đúng không? Gần sắp thành hoàn thành rồi, cái bông hồng như cả nhà. Bông hồng vàng.
hoàn thành cái phần này rồi đó. Càng hoàn thành cái đẹp hơn nhỉ. Có tại có bị quay vô chưa có vô đủ cánh đó. Nói cho anh nữa lại thì heo nữa tôi biết lắm mà. Đó, nãy giờ mới có 5 cánh mà anh với, kêu với 5 cánh là để cho ông thương cao ấy không đẹp. Thì anh kêu mà như cái bông hồng kia sao được. Cái bông hồng kia là bông hồng đúc hả? Bông hồng vàng nãy cũng như vậy nè. Nó không giống mà như cái kia rồi đó nha. À, thế là xong một tác phẩm rồi nha cả nhà. Có cái gì vậy? Không thấy rồi. Thì ở ngoài thì bà con mình chưa nặng con gì hả thì ảnh sẽ nặng con đó. Dưới có lửa than cả nhà, lúc nào cũng luôn nung nóng để cho cái mặt nha nó được chảy ra, nó được mềm ra để có thể nặng được. Đem ra ngoài thì cái phần mặt nha nó sẽ cứng đông đặc lại, bắt đầu gói lại cho khách nè. Nghệ nhân chuyên nặng bên ngoài có rất nhiều đang ngồi đợi đứng đợi như cả nhà. Rồi bây giờ cùng em đi tiếp nữa như cả nhà. Rồi tới đây tới đây coi ở đây hả là buôn bán những cái gì nữa nha. Đây cả nhà có thể thấy là bảng chợ Cù Lao Tân Thuận Đông nè, một cái bảng rất là lớn luôn ha. Cù Lao Tân Thuận Đông hướng này á, mình sẽ đổ ra ngoài khu vực của cái bến bến tàu để đợi tàu đưa về bên bờ bên kia trong đất liền á. Bên trong đây cũng có khu vực rất là rộng lớn luôn nè. Mình cũng có thể là đến đây để ăn. Đây trong đây có một cái nhà mới ăn, bên đây bảo người ta đang đợi đợi để đi tàu qua bên kia. Còn khu vực mé trong này á, là mình đến để đi vệ sinh như cái nhà, vệ sinh nằm khu vực này. Rồi cùng theo em đi tiếp qua hướng này nữa nha. Coi coi hướng này hả là buôn bán những cái gì nha. Hôm nay thì cái khu vực Cù Lao Tân Thuận Đông mở rộng rất là rộng luôn. Sang bên kia rất là rộng luôn. Bên đây thì cái sạp của cô Hiền ha, bán về xương xa và bánh lọt như cả nhà. Xương xa bánh lọt. Rồi cùng đi tiếp nha cả nhà. Ồ, phải nói là cặp heo đây người ta thiết kế loại mới luôn nha cả nhà. Bên phía ngoài cái cặp heo cái đường đi của phiên chợ quê này, bên ngoài đó là cái nhà sàn, mình ngồi mình ăn ở ngoài đó luôn nha. Mình sẽ qua bên khu vực nhà sàn cả nhà mình cùng xem nha. Coi cái view bên bển cũng rất là đẹp luôn ha. Nè cái view bên đây nè, khu vực bên đây quá ngon luôn. Nhà sàn. Đó. Bên trên nha, sàn bên trên đây nha cả nhà. Buổi chiều mát thì ra đây ngồi phải nó rất là thoải mái luôn đó nha. Ừ. Mát mẻ luôn, nhưng mà hồi sớm thì có hơi nắng xíu. Lúc mà 2-3 giờ sẽ hơi nắng xíu cả nhà. Ừ. Bên kia cái cầu hôm bữa mình có đi qua bển á, nhưng mà hôm nay thì bển cũng được trang trí sửa chữa lại rồi. Rất là đẹp luôn ha. Rồi mình sẽ đi ra ngoài kia cả nhà mình cùng xem như thế nào nha. Ở đây thì người ta làm cái nhà sàn chạy dài tới đẳng luôn ha. Bây giờ hơi tối cho nên có thể là hơi khó thấy xíu nha cả nhà. Bây giờ cái phiên chợ nguyên cấp này nè, ta bán hai mặt luôn. Mặt bên ngoài kia, bên ngoài con đường đan, và bên đây là bên cái sàn, nhà sàn nè. Mình có thể đi để mình lựa chọn cái món ăn mà mình muốn ăn, thích ăn á. Bên trong thì đang chiên tép chiên bột nha cả nhà. Hôm nay là đến đây là thấy không gian có nhiều thay đổi và mở rộng hơn để phục vụ cho bà con mình được ok tốt hơn á. Cốc, ổi, nhãn. Rồi đi tiếp những cái nhà. Hôm nay cũng có khu ăn uống nè, khu để ngồi ăn nè. Mình gọi cũng các cô mình ra ngồi. Ngồi để bán cái mặt hàng về ốc, nhãn lông, rồi chuối nè. Giờ giờ bên đây để bán người rau vườn mình nè.
xuống bên dưới đây là nguyên cái khu này, nhà sàn, khu sàn, nhà sàn thì mình ngồi mình ăn. Ngoài đây thì nhiều người, các bà con mình ngồi đây ăn lắm nha cả nhà. À, quá đông nhộn nhịp luôn ha. Ở đây thì đang nướng nè. Giờ này hơi tối xíu nha cả nhà. Ở đây cũng có lẩu à. Lẩu, lẩu cù lao ha. Ở đây thì có gì ốc ha. Ốc này cả nhà. Nó bóng nó kêu kìa. À, bên đây. Chuột. Chuột nướng nha cả nhà. Rồi cùng đi tiếp nha cả nhà. Đi dài dài tới phía trước coi như thế nào ha. Có nhiều món lắm nha. Nãy giờ là mình không thể nào đếm hết được cái số món, không thể nào kể nổi số món mà mình đã đi qua chia sẻ cả nhà mình luôn á. Quá nhiều món rồi ha. Bây giờ thấy cũng hơi gãn gãn bớt rồi, tại nhiều cô chú mình đi hồi sớm á, nhiều món này cũng đã hết rồi ha. Con ốc nè. Nhiều món cũng hết rồi. Mít nè, rồi các loại khô, khô cá cơm, khô cá lồng tông á. Kẹo, sữa chuối, mứt dừa. Ở đây hình thấy là cũng chen chúc nhau để xếp hàng để đợi cái món ăn đằng đây. Mình không biết món ăn đằng đây là món gì ra sao ha. Rồi mình sẽ tiếp cận lại vào bên trong khu vực này nha. Mình thấy là khói bốc lên ngùn ngục luôn ha. Nhưng mà không biết cái món gì nướng hay sao nè. Như thế nào thì em sẽ tiến lại gần cả nhà. Đó, nem nướng. Nem nướng nha cả nhà. Ngồi bên trong đây coi như thế nào nha. Thấy nhiều người đợi lắm á. Thấy rất nhiều người đang đợi nem nướng luôn cả nhà. Quá đông luôn ha, chen nhau để đợi món nem nướng. Bên đây thì chen nhau biết rồi. À, gói nem nướng nè. Quá đông quá nhộn nhịp luôn ha. Không gian đây thì còn mấy cái sạp nữa là kết thúc khu vực bên đây rồi nha các nhà. Gần cùng đi tiếp nữa nha. Giải ở đây, cặp heo đây thì cũng có cái giải ăn uống ở mé bên dưới nhà sàn nè, cặp heo cái con sông nè. Tới đây là hết rồi nha, hết khu vực rồi nha. Nho bánh khọt. Đây là kết thúc rồi. Đang đợi bên khúc này ở cuối cái một sạp cuối cùng luôn. Đổ qua ngoài đường ở đây kia rồi. Cũng đang đợi ha. Không kịp luôn nha cả nhà. Rất nhiều bà con mình đang đứng đợi đợi món bánh khọt này. Tới đây là mình kết thúc cái khu vực của cái phiên chợ Cù Lao Tân Hưởng Đông rồi nha cả nhà. Chợ Cù Lao Tân Thuận Đông ha. Ở đây kết thúc cái nhánh đường bên đây ha. Bây giờ mình sẽ đi tiếp cái đổ ra ngoài cái con sông ngoài kia, coi cái phía bên ngoài kia là sẽ buôn bán ăn uống những cái món ăn gì đó nha cả nhà.
người ta đợi lâu quá, đợi cái cô bán nói đợi nửa tiếng nữa nha. Nhiều người ta thích cái món bánh khọt đó. Rồi mình sẽ đi đổ ga nha cả nhà. Mình sẽ đi đổ ga. Ở đây thì nhiều cái món người ta cũng đã bán hết rồi đó, cho nên là ta không có ghé đây nữa. Có nhiều món cũng đã hết rồi. Mình tranh thủ qua bên bờ bên kia xem coi cái mé bờ sông mấy mũi tàu á, coi hả là buôn bán những món gì. Hết rồi. Nhiều món hết rồi, tranh thủ mới được. Cái khu vực phải nói là rất là rộng luôn cả nhà. Cái phiên chợ quê này có thể nói là nó cũng khá là dài luôn cả nhà. Rất là dài luôn á. Tranh thủ đi vòng qua bên kia coi. Đây bán gì, tép chiên bột ha. Đang chiên không kẹp luôn nha cả nhà. Rồi đi tiếp nữa thôi. Đi vòng vòng qua bên kia nha. Đâu qua bên cánh bên phải, bên bển qua cây cầu á. Coi bên bển như thế nào. Buổi chiều tối này cả nhà, thấy cái cầu dẫn qua bên khu vực bên kia thấy cũng trang trí đèn cũng rất là đẹp luôn ha. Giờ có vẻ là vắng bớt rồi. Giờ qua bên bển ha. Bên đây bên bển cũng đang triển khai xây dựng cái chòi bên bển đó, góc hướng qua mũi tàu á. Và cả nhà mình có thể nhìn thấy được những cái đèn màu đỏ những cái đèn màu đỏ đang chớp tắt hướng về phía trước, đó chính là cầu Câu Lãnh nha cả nhà. Ở phía xa tối cho nên là cũng hơi khó thấy nha. Dãy bên đây là cũng một khu ăn uống rất là rộng nè bà con mình. Bên đây là không có buôn bán. Bên đây thì em thấy là để người ta mua những cái món ăn ở bên kia, sau đó mang qua đây để ngồi ăn nha cả nhà. Đó, cái nguyên cái giải này để ngồi ăn luôn nè, rất là rộng luôn ha. Giải bên đây cũng rất là rộng luôn nha cả nhà. Lúc trước thì ở bên đây thì mình thấy là bán đồ ăn, các món ăn, và bây giờ bên đây thì người ta không có bán nữa, để dành cái khu để mình ngồi ăn uống nè. Sau khi mà mua các món ăn mà mình thích ăn rồi xong đó mang qua bên đây. Nói chung là sau khi được cải tổ lại, mình thấy là khu vực của chợ quê, phiên chợ quê Tân Thuận Đông đã rộng hơn trước rất là nhiều, và có nhiều không gian để mình ngồi ăn uống, không phải như lúc trước. Lúc trước thì phải nó rất là chật chội, không có cái không gian để mình ngồi ăn uống. Không gian mình ngồi ăn uống cũng có nhưng mà rất là hẹp ha. Bây giờ phải rất là rộng rãi luôn nè. Bà con mình ăn uống cũng rất là thoải mái luôn, không phải như trước nữa. Ngoài kia thì bây giờ vắng rồi, không có ai ra. Ngoài kia mình thấy là cũng làm những cái nhà sàn á, rồi những cái chòi lá để mình ngồi ngoài mình thư giãn đâu kia nọ đó, thích không khí gió ngoài dòng sông. Và các khu vực nào mình ấy cũng thấy là cũng để những cái giỏ như thế này ha, để gác rất là hợp vệ sinh luôn ha. Rồi mình sẽ đi trở lại. Như vậy thì em cũng vừa chia sẻ cả nhà mình về một cái phiên chợ quê, một phiên chợ quê ở Cù Lao Tân Thuận Đông. Và cái chợ quê Cù Lao Tân Thuận Đông này diễn ra vào mỗi cuối tuần chiều thứ bảy, bắt đầu từ 13 giờ cho đến 21 giờ nha cả nhà. Và cảm ơn cả nhà mình đã xem video cũng như là nét đẹp miền Tây. Xin hẹn gặp lại cả nhà mình ở những clip khác của em nữa nha. Và nhớ đừng quên bấm like, xin đô và đăng ký kênh ủng hộ em nhé. Ở đây cả nhà mình có thể nhìn thấy bên kia là cái khu vực một cái bến tàu để đưa đón bà con mình từ bên bờ đất liền bên Câu Lãnh, thành phố Câu Lãnh, đưa đón qua bên đây bằng những cái tàu du lịch đang di chuyển ở bên dưới.
có thể là hơi tối xíu nên cả nhà có thể khó thấy, nhưng mà cả nhà có thể nhìn để ý kỹ thấy cái dòng người bắt đầu là người ta đi về á, sau khi đã thưởng thức các món ăn bên đây và tham quan xong rồi đi về. Bằng thì cái đường đó là mình sẽ đi bằng tàu du lịch và tại đón tại cái bãi tập kết bên bển, thì xe đậu bên bển, biểu xe bên bển. Còn cả nhà mình đi bằng cái đường phà thì phà Tân Thuận Đông thì gửi ở ngoài kia nha cả nhà. Rồi hẹn gặp lại cả nhà mình ở những video khác của em nha.